Xin chào các bạn, hôm nay là eBot Tuấn Đức. Chúng tôi xin giới thiệu các bạn một cái mẫu bếp điện từ hai vùng nấu của hãng Bosch, mang cái mã hiệu là HMH-BVJ631FB1E. Sản phẩm này thì nó được thiết kế là ba vùng cảm ứng từ, trong đó có một vùng bếp lớn với thiết diện là V280 là chiều ngang 28 cm các bạn. Đó. Và một bên nữa nó là một cái vùng nấu lớn kết hợp, có thể sử dụng hai bếp nhỏ hoặc một bếp lớn, tùy vào nhu cầu sử dụng. Và bếp này nó sử dụng là cảm biến và nó là dạng điều chỉnh với chín mức công suất, và đó có điều khiển cảm ứng chạm vô bếp ở phía trên, chức năng hẹn giờ, chức năng khóa ở phía trên. Và cái bếp này logo Bosch thì nó được in màu trắng và in chìm sản phẩm. Và mẫu này thì nó được thiết kế là mặt kính Scotch Seren vát cạnh trước, và nó giúp là chống chảy xước và va đập tốt hơn. Và sản phẩm này thì nó để cái logo mã sản phẩm ở bên phía tay trái của cái bếp, từ ngoài nhìn vô đó là cái mã sản phẩm của cái bếp này các bạn. Và cái mẫu này thì nó tổng công suất của nó đạt đến là 7.4 kW, cũng công suất tương đối lớn và sử dụng điện 220V. Và hiện tại thì cái mẫu này thì đang được bán tại đại lý Bosch Tuấn Đức. Nếu các bạn cần mua sản phẩm này có thể liên hệ vào số điện thoại hotline bên dưới hoặc là truy cập vào website tdm.vn đặt hàng trực tuyến. Cảm ơn đã theo dõi video này. Xin chào và hẹn gặp lại.